Hoa hậu Hòa bình Thổ Nhĩ Kỳ ăn giấy vệ sinh để xiết dáng. Hoa hậu Hòa bình Thổ Nhĩ Kỳ, Derya Kaose khiến nhiều người sốc khi tiết lộ chỉ ăn giấy vệ sinh và uống nước cam để giữ dáng. Cô khóc khi chia sẻ với giám khảo tại buổi phỏng vấn kín ngày 17 tháng 10. Phần thi phỏng vấn kín tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 diễn ra ngày 17 tháng 10. Giám khảo của phần thi này là Mr. Mawad, Missy, Teresa. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2014 Daria Lee, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016 Ariska Putri-Pertiwi. Tại vòng thi này, những chia sẻ của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Derya Kaose đã khiến các giám khảo và khán giả ngỡ ngàng. Người đẹp cho biết trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 ở Indonesia, cô đã trải qua quá trình nghiêm ngặt để giảm 6kg. Derya Kaose gây sốc khi tiết lộ, tôi đã nhúng giấy vệ sinh vào nước cam ép để cho có mùi vị và ăn nó. Tôi đeo lịt bụng rất chặt, đến nỗi khi đi vệ sinh tôi đã bị chảy máu. Những chia sẻ trong nước mắt của người đẹp khiến giám khảo ngỡ ngàng. Trong khi đó, khán giả bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Câu chuyện ăn giấy vệ sinh để giữ dáng không quá hiếm hoi đối với ngành công nghiệp thời trang. Nhiều người mẫu đã chọn cách làm gây tranh cãi này để xiết dáng trước mỗi show diễn. Trong cuốn sách có tên The Vogue Factor phát hành năm 2013, cựu biên tập viên Vogue, Kirsty Clemons từng vạch ra những mặt trái của ngành công nghiệp thời trang. Trong đó có việc nhịn ăn và ăn giấy lụa để giữ dáng của người mẫu. Derya Kaose mang hai dòng máu Đức, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô là nhà hoạt động xã hội, chuyên gia cố vấn về người tị nạn. Người đẹp cao 1,7m, nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Anh và Pháp. Cô từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu siêu quốc gia Đức 2019. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tham gia đấu trường Miss Grand International từ năm 2016 nhưng chưa lập được thành tích nào. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 diễn ra ngày 25 tháng 10 tại Indonesia.